Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Thành Trung. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký mở một cái tài khoản sàn Binance với cái hướng dẫn là trên điện thoại di động. Thì cái thời gian vừa qua mình có làm một cái chuỗi series video hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Binance trên trình duyệt web. Tuy nhiên là các hướng dẫn này nó hoàn toàn khác rất là nhiều so với cái giao diện ở trên điện thoại mà mọi người hay đang sử dụng. Vì vậy mình làm hẳn ra một cái chuỗi series video hướng dẫn trên điện thoại luôn để cho mọi người có thể nhìn theo và làm cho nó dễ hiểu, cho nó trực quan hơn. Còn về cái video hướng dẫn trên trình duyệt web, nếu như mà các bạn nào làm quen rồi trên máy tính á, thì chúng ta có thể xem các hướng dẫn của mình tại kênh YouTube này. Còn trong cái series video này thì mình sẽ hướng dẫn thực hiện ở trên điện thoại. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi vào video hướng dẫn ha. Thì đầu tiên các bạn thoát ra giúp mình ha. Rồi, các bạn truy cập vào cái trình duyệt web ở trên điện thoại của các bạn giúp mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ gõ vào cái trình duyệt web giúp mình là dothanhtrung.com/Binance ha. Rồi, các bạn nhấp vào đi. Thì cái đường link này thì mình sẽ để ở trên màn hình hoặc là ở dưới mô tả của video này. Thì các bạn có thể bấm vào và đi đến cái giao diện tại đây. Ok, thì bước đầu tiên thì nó sẽ có hai cái hình thức để cho các bạn đăng ký. Thứ nhất là email và thứ hai là di động. Thì mình khuyên các bạn là nên đăng ký qua email để dễ dàng sử dụng và nó tăng cái tính bảo mật hơn. Ngoài ra thì các thông tin quan trọng khi mà chúng ta giao dịch á, nó cũng sẽ gửi về cái email này để giúp cho các bạn nắm bắt thông tin nó dễ dàng hơn. Rồi, thì đầu tiên á, các bạn sẽ nhập cái email của mình vào. Rồi, phía dưới này đó là các bạn cần phải nhập cái mật khẩu ha. Thì các bạn cần phải điền là tối thiểu là 8 ký tự, một ký tự in hoa, tối thiểu là một chữ số ha. Thì các bạn cần phải nhập đủ cái yêu cầu này để nó tăng cái tính bảo mật của tài khoản của các bạn lên. Thì sau khi mà các bạn điền xong, nó hiện chữ mạnh ở đây là ok, là được ha. Rồi, phía dưới này là cái ID giới thiệu của mình. Thì sau khi mà các bạn nhập hết tất cả các thông tin của mình rồi thì các bạn sẽ nhấp vào tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản ha. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào tạo tài khoản. Rồi tiếp theo thì các bạn cần phải kéo cái thanh trượt này sao cho nó khớp với cái mảnh ghép này ha. Rồi chúng ta sẽ kéo nè. Đó. Như vậy là xong. Ok, thì bây giờ mình sẽ lưu mật khẩu sau ha. Đó, thì như vậy là nó gửi cho mình một cái mã code 6 cái số về cái email. Bây giờ các bạn vào trong email chúng ta sao chép cái 6 cái số đó. Sau đó chúng ta sẽ dán vào đây. Các bạn sẽ vào cái tài khoản Gmail của các bạn nè. Được chưa? Đó, thì các bạn sẽ nhấp vào. Rồi, các bạn sẽ copy 6 cái số này giúp mình ha. Rồi, 660, 580 ha. Các bạn sẽ thoát ra. Rồi, các bạn nhập là 660, 580. Rồi, xong. Rồi sau khi mà các bạn nhập cái mã code xong á thì nó sẽ đưa các bạn tới một cái giao diện như thế này ha. Thì các bạn có thể đọc qua sơ ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào là đi đến bảng điều khiển nè. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào ha. Được chưa? Tiếp theo nó sẽ hiện một cái thông báo rằng là chúng ta cần phải xác minh cái bảo mật cho tài khoản của mình. Thì ở đây nó có hai cái hình thức để các bạn có thể xác minh, đó là qua điện thoại và xác minh qua mã Google. Bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh qua cái mã Google Authent. Rồi mình sẽ bấm vào. Rồi tới bước này á, thì bây giờ mình sẽ nói thêm ở cái chỗ app ứng dụng Google Authent này là như thế nào. Có nhiều bạn hỏi rằng là khi mà tạo tài khoản sàn Binance á, mình không có thấy cái này. Mình không có cái này, liệu mình có rút được tiền hay là không. Thật ra thì nó là một cái ứng dụng để mà các bạn cài vào giúp tăng cái tính bảo mật cho tài khoản sàn Binance của các bạn lên. Thì bởi vì đây là một cái tài khoản, nó dính tới tiền, nó dính tới tài sản, cho nên là chúng ta nên cài đặt thì nó sẽ tốt hơn cho tài khoản của các bạn. Ngoài ra thì cái ứng dụng này nó không chỉ là dùng riêng cho tài khoản Binance đâu, mà nó còn dùng cho nhiều cái nền tảng khác như là Gmail, hoặc là các bạn đăng ký vào các sàn khác thì nó sẽ cần dùng đến cái Google Authent này, hay còn gọi là bảo mật 2FA. Thì tóm lại thì các bạn nên dùng thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái bước đầu tiên này nè, các bạn cần phải tải cái ứng dụng Google Authenticator ha.
thì bây giờ mình đang sử dụng thiết bị iOS, thiết bị iPhone. Nếu như các bạn dùng Android thì các bạn nhấp vào là Google Play ha. Rồi thì cái bước đầu tiên là các bạn tải cái ứng dụng này xuống và cài đặt nó, được chưa? Thì cái cách tải thì các bạn vào cái App Store này nè, được chưa? Các bạn sẽ vào cái mục search ha. Các bạn sẽ gõ là Google Authenticator. Đó, thì nó ra cái này, các bạn nhấp vào. Đó, thì các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này cho mình, được chưa? Rồi nếu như mà tới bước này các bạn đã tải nó về rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào là tiếp theo nè, được chưa? Rồi cái bước này nó rất là quan trọng nè. Bây giờ các bạn cần phải lưu cái mã code này vào một nơi thật an toàn để các bạn có thể dễ quản lý ha. Và cái dãy chữ số dưới này nó cũng rất là quan trọng nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình lưu lại những cái ký tự này, cái mã QR code này, để sau này mình có thể dễ dàng lấy lại cái tài khoản của mình, hoặc là mình có thể đăng nhập vào các thiết bị khác. Rồi thì sau khi mà các bạn đã lưu xong cái mã QR code này và cái dòng code ở phía bên dưới bên này ha, thì các bạn sẽ nhấp vào là bước tiếp theo. Thì vừa rồi mình đã có nói trước qua cái bước này, thì ở đây nó cũng yêu cầu các bạn là nên ghi lại cái cây này trên một mẫu giấy. Nó sẽ giúp các bạn khôi phục lại cái mã Google này trong trường hợp mà các bạn mất điện thoại, được ha. Đó thì mình đã lưu rồi cho nên là mình sẽ nhấp vào bước tiếp theo luôn ha. Rồi tới cái bước thứ tư này, các bạn cần phải xác minh cái email của các bạn nè, để chúng ta liên kết với cái mã Google Authent này, được chưa? Bây giờ mình sẽ bấm vào là gửi mã nè, để nó gửi một cái mã code về email của mình. Sau đó mình sẽ dán vào đây. Đó, thì nó hiện thông báo rồi nè. Thì mình sẽ nhấp vào luôn ha, được chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ nhập 6 cái code này, 515423 ha. Rồi mình sẽ thoát ra, mình sẽ nhập vào đây. Rồi cái phần này là một số các bạn là tới đây là hay vướng mắc nhất nè. Ở phần bên dưới là hãy nhập mã xác minh 6 cái chữ số từ ứng dụng Google Authent. Thì bây giờ các bạn sẽ thoát ra, được chưa? Các bạn vào cái mã Google Authent này nè, thì các bạn sẽ nhấp vào phần dấu cộng này nè. Nếu như các bạn lưu lại cái mã code đó rồi thì các bạn sẽ bấm vào chúng ta quét cái mã code đó luôn ha. Thì ở đây nếu mình sử dụng trên thiết bị điện thoại cho nên là cái code đó mình không có thể quét được. Do vậy thì mình sẽ thoát ra, mình sẽ vào lại, mình sẽ nhập cái khóa thiết lập này. Ở đây nó có hai hình thức cho các bạn nhập: quét mã QR và nhập thiết lập ha. Thì mình sẽ nhập vào đây. Thì ở đây để mà các bạn cho dễ nhớ cho cái tài khoản của các bạn á, thì các bạn sẽ nhập cái Gmail của các bạn vào, hoặc là các bạn thêm cái cụm từ là Binance nữa cho nó dễ nhớ ha. Chúng ta ghi chữ Binance luôn để cho các bạn dễ nhớ thôi. Sau này nếu như các bạn dùng nhiều tài khoản thì nó sẽ có nhiều cái lẫn lộn, do đó mình sẽ ghi rõ ràng như vậy để tránh cái trường hợp là chúng ta nhập sai code. Rồi phía dưới này đó là cái dãy code mà hồi nãy mình yêu cầu các bạn là lưu lại đó, thì bây giờ mình sẽ nhập vào ha. Rồi sau khi mà các bạn đã nhập xong thì chúng ta sẽ nhấn vào là thêm nè, được chưa? Thì tự khắc nó sẽ ra một cái mã code ở phía bên dưới là mình vừa mới tạo xong. Trong vòng 30 giây thì nó sẽ thay đổi cái mã code này một lần. Do đó thì các bạn khi mà các bạn đăng nhập trên Binance thì các bạn cần phải tranh thủ trong vòng 30 giây thì các bạn sẽ nhập cái mã code đó vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ copy cái đoạn code này và mình sẽ qua bên Binance và mình dán vào ha. Thì các bạn sẽ copy nè. Đó, chúng ta nhấp vào là đã sao chép. Rồi các bạn sẽ thoát ra. Rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào lại trình duyệt ha. Rồi các bạn sẽ dán cái mã code đó vào đây, được chưa? Rồi sau khi mà các bạn đã nhập cái mã xác minh email, các bạn dán cái mã code Google vào, sau đó các bạn sẽ nhấp vào gửi nè. Rồi ok, thì như vậy là các bạn đã thiết lập xong cái bảo mật Google Authent thành công. Rồi ok, thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng cái tính bảo mật của tài khoản của bạn lên nữa bằng cách là chúng ta sẽ xác minh qua cái phần là SMS và cái xác minh danh tính. Rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này giúp mình ha. Rồi chúng ta sẽ kéo phía xuống dưới. Đó, thì ở đây nó có nêu là tăng cường an ninh tài khoản của bạn nè. Thì mình sẽ nhấp vào đây. Tiếp theo thì các bạn cần phải xác thực qua SMS. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào là xác thực SMS nè. Các bạn sẽ điền cái số điện thoại của các bạn vào. Thì ở đây cái vùng đây là cái vùng ở bên Trung Quốc. Các bạn sẽ chuyển là lại là cái vùng của Việt Nam ha. Các bạn gõ là Việt Nam, được chưa?
Việt Nam của mình là vùng là 1 cộng 184. Rồi các bạn sẽ nhấp vào. Rồi chúng ta sẽ điền cái số điện thoại của chúng ta vào đây. Các bạn hãy bỏ cái số 0 đầu tiên ha. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái số điện thoại của mình một lần nữa ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm vào là gửi mã SMS nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái số mà Binance vừa gửi cho mình. Sẽ bấm vào xong. Tiếp theo thì mình cần phải gửi thêm cái mã xác minh vào cái email. Rồi mình sẽ bấm vào gửi nè. Ok. Rồi mình sẽ thoát ra. Mình vào lại email nè. Rồi 059955. Mình sẽ nhập qua ha. Được chưa? Rồi thêm một bước cuối cùng nữa là các bạn cần phải nhập cái mã xác minh Google, cái mã bảo mật 2FA mà vừa nãy các bạn vừa thiết lập á. Rồi mình sẽ lại thoát ra một lần nữa ha. Rồi mình sẽ copy cái mã code Binance của Google mình vừa mới tạo á. Rồi các bạn sẽ qua bên đây. Sau đó các bạn sẽ dán vào đây. Rồi sau khi các bạn đã điền hết tất cả các thông tin xong thì chúng ta sẽ bấm vào là gửi nè. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xác thực SMS thành công. Thì sau khi mà chúng ta xác thực thành công thì nó sẽ có cái chữ là vô hiệu hóa ha. Tức là chúng ta đã đang kích hoạt cái chức năng này. Nếu như mà chúng ta chưa kích hoạt thì nó sẽ có cái chữ là xác thực. Ok. Rồi cái bước tiếp theo á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác thực danh tính như thế nào. Thì các bạn hãy kéo xuống dưới này giúp mình nè. Đó. Các bạn sẽ thấy cái phần là xác nhận danh tính. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào ha. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào là xác thực. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái quốc gia và cái vùng lãnh thổ của mình ở ha. Thì nếu như các bạn đăng ký được những cái giấy tờ mà mình sinh sống tại nước ngoài á, thì các bạn có thể điền đúng cái thông tin của các bạn vào đây. Ví dụ như bạn sống ở Mỹ thì bạn điền ở Mỹ. Ở Canada thì các bạn có thể điền Canada. Nếu như mà giấy tờ của các bạn nó hợp lệ ha. Nên là chúng ta điền đúng thông tin, đúng quốc gia của mình vào. Thì ở đây mình ở Việt Nam thì mình sẽ để nguyên là Việt Nam ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấp vào là bắt đầu nè. Được chưa? Thì đầu tiên á, mình sẽ điền cái ID, tức là cái chứng minh nhân dân của mình á. Các bạn nhớ là chúng ta điền đúng thông tin nha. Nếu như mà sau này có sự cố gì đó thì nó bắt xác minh thì rất là phiền phức. Rồi tiếp theo thì mình sẽ điền đầy đủ họ tên của mình vào. Ở đây nó yêu cầu là vui lòng nhập chính xác tên của bạn như được hiển thị trên giấy tờ xác thực. Thì ở trên chứng minh nhân dân của bạn họ tên như thế nào thì các bạn điền đúng như vậy. Rồi chúng ta sẽ điền cái ngày tháng năm sinh vào đây. Rồi tiếp theo phía dưới này thì các bạn cần điền cái địa chỉ của mình vào đây. Thì các bạn điền đúng y như ở trên chứng minh nhân dân của mình ha. Rồi tiếp theo á, nó là cái mã bưu điện. Thì nếu như mà các bạn nào chưa biết cái mã bưu điện của mình ở đâu á, thì các bạn có thể lên Google gõ giùm mình ha. Ví dụ như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ gõ vào là mã bưu điện Hồ Chí Minh. Được chưa? Rồi các bạn nhấp tìm. Rồi thì các bạn sẽ nhấp vào một cái bài viết liên kết nào đó để chúng ta vào chúng ta tìm. Thì đa phần ở trên Google nó có rất là nhiều trang thống kê ra cái mã bưu điện. Thì các bạn có thể thấy rằng là mã bưu điện thành phố Hồ Chí Minh là 70.000 nè, được chưa? Ngoài ra thì nó có các huyện lân cận. Rồi thì mình nếu như mình ở Bình Dương á thì mình gõ là mã bưu điện Bình Dương. Được chưa? Rồi mình sẽ nhấp vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhập đúng cái số này là 55.000 ha. Rồi các bạn sẽ thoát ra. Rồi chúng ta vào lại bên đây. Các bạn sẽ nhấp vào là 55.000. Rồi chúng ta bấm xong. Thì ở đây mình sẽ điền luôn là thành phố Bình Dương đi. Mình ở Bình Dương thì mình sẽ điền ở là Bình Dương. Được chưa? Rồi. Rồi sau khi mà các bạn điền xong hết tất cả các thông tin của mình thì chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem coi mình điền nó có đúng hay là không, có sai chỗ nào hay là không. Sau khi điền xong các bạn nhấp vào là tiếp tục nè. Rồi như vậy là các bạn đã cơ bản là đã xác minh danh tính thành công. Tuy nhiên còn một cái bước nâng cao nữa là xác minh khuôn mặt. Bây giờ mình sẽ bấm vào là đi đến xác minh nâng cao nè. Được chưa?
Thì ở đây nó có 3 cái loại giấy tờ để cho các bạn xác minh. Thứ nhất là chứng minh thư, thứ hai là hộ chiếu và thứ ba là cái bằng lái. Thì các bạn có giấy tờ nào thì chúng ta sẽ cung cấp hình ảnh giấy tờ đó. Bây giờ thì mình sẽ xác minh qua chứng minh thư ha. Thì mình sẽ bấm vào ô trên. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào là tiếp tục nè. Được chưa? Thì bây giờ các bạn cần phải tải lên cái mặt trước của chứng minh thư và cái mặt sau của chứng minh thư. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào là tải lên mặt trước nè. Rồi, mình sẽ bấm vào là vào thư viện ảnh. Được chưa? Thì mình sẽ chọn cái hình mặt trước chứng minh thư nè. Rồi, sau đó mình bấm vào là xong. Rồi, tiếp theo mình sẽ tải lên cái mặt sau ha. Các bạn bấm vào là tải lên mặt sau. Chúng ta sẽ tải lên mặt sau. Rồi, sau khi đã chọn xong thì các bạn nhấp vào là tiếp tục nè. Ok, thì bây giờ tiếp theo thì mình sẽ bấm vào là tải cái ảnh chân dung lên ha. Thì các bạn sẽ nhấp vào nè. Rồi chúng ta sẽ vào cái thư viện ảnh. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ chọn cái tấm hình chụp cái mặt chân dung của các bạn á. Chúng ta giống như là chúng ta chụp cái hình thẻ vậy đó. Rồi sau khi mà chúng ta tải lên xong thì các bạn nhấp vào là nút tiếp tục nè. Ok, rồi tới cái bước xác minh nâng cao như vậy á, thì các bạn cần phải là tải cái app Binance về. Sau đó các bạn sẽ dùng cái app đó và chúng ta sẽ quét trực tiếp cái khuôn mặt của mình. Thì nếu như các bạn nào đang sử dụng máy tính và máy tính nó có thiết bị chụp ảnh webcam thì các bạn có thể sử dụng luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ thoát ra, mình tải cái app Binance về và mình sẽ đăng nhập vào tài khoản để mà xác minh ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đăng nhập vào cái app trên Binance để tiến hành xác minh khuôn mặt. Thì các bạn truy cập vào cái app Binance nè, được chưa? Rồi thì các bạn sẽ nhấp vào là đăng nhập đăng ký cái mục ở phía trên á. Chúng ta sẽ nhấp vào ha. Rồi sau đó các bạn nhấp vào cái chữ là đăng nhập hoặc là đăng ký nè. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào. Rồi bây giờ mình sẽ điền cái email đăng ký hồi nãy của mình á và cái mật khẩu vào. Rồi sau khi mà các bạn điền email, mật khẩu, sau đó chúng ta sẽ nhấp vào là cái mũi tên vàng này để chúng ta đi đến đăng nhập ha. Rồi tiếp theo thì các bạn cũng phải chượt cái mảnh ghép này cho nó khớp ha, để chúng ta đăng nhập. Thì ban đầu khi mà các bạn đăng nhập thì chúng ta sẽ cần phải xác minh những các bước sau đây. Thì đầu tiên á, mình sẽ xác minh qua cái số điện thoại trước ha. Mình sẽ bấm vào gửi mã nè. Rồi mình sẽ nhập cái mã code mà Binance gửi cho mình ha. Rồi các bạn sẽ điền vào. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào gửi mã về email để chúng ta lấy cái 6 cái số code trên email về. Rồi các bạn sẽ thoát ra. Đây, nó gửi cho mình đây. Rồi mình sẽ nhấp vào. Rồi 787199. Ok. Mình sẽ vào app Binance. Mình sẽ nhập vào đây. 787199. Được chưa? Rồi bước cuối cùng nữa là xác minh cái mã Google. Rồi, các bạn sẽ thoát ra. Rồi các bạn sẽ vào cái Google Authenticator. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ sao chép cái mã code đó. Rồi sau đó các bạn sẽ vào lại app Binance và chúng ta sẽ dán vào đây. Thì sau khi mà các bạn điền đầy đủ ba các bước bảo mật này thì các bạn sẽ bấm vào là gửi nè. Được chưa? Thì như vậy là các bạn đã đăng nhập thành công. Rồi thì cái bước bật cái mã vân tay này thì mình sẽ bật sau ha. Rồi ok. Thì đầu tiên khi mà các bạn đăng nhập vào đây thì nó sẽ báo rằng là các bạn cần hoàn tất xác thực để mà chúng ta có thể mua coin được. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xác minh cái khuôn mặt ha. Rồi thì các bạn sẽ nhấp vào là xác thực, hoàn tất xác thực đi. Để mà chúng ta còn một bước nữa là chúng ta xác minh cái khuôn mặt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm vào là xác minh khuôn mặt. Được chưa? Thì ở đây nó yêu cầu rằng là chúng ta sẽ không đội mũ, không đeo kiếng nè. Chúng ta sẽ chụp ảnh mặt mộc của chúng ta không cần phải đưa vào Photoshop chỉnh sửa gì cả. Và cái nơi mà chúng ta chụp ảnh á, thì nó sẽ đủ sáng một chút xíu. Do đó thì các bạn cần phải chụp cho rõ cái khuôn mặt của mình. Chỉnh sang giữa hoặc sang yêu hoàn man chuyển thấu. Đó, xây qua xây lại đi. Nó báo là xây mặt qua xây mặt lại. Xong. Thì sau khi mà chúng ta đưa cái khuôn mặt chúng ta vào thì nó có một cái yêu cầu, đó là các bạn sẽ xoay nghiêng cái mặt qua trái hoặc là qua phải.
Đó thì các bạn cứ xem cái thao tác ở trên màn hình nó hướng dẫn như thế nào thì các bạn hãy làm theo như vậy. Thì sau khi mà nó đã quét cái khuôn mặt của chúng ta xong thì nó sẽ báo một cái thông báo là xác minh thành công. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ bấm vào là đóng nè. Rồi. Ok, thì như vậy là các bạn đã hoàn tất các bước đăng ký tài khoản cũng như là xác minh thông tin cá nhân của mình, xác minh cái khuôn mặt. Ok. Rồi thì sau khi mà các bạn đã tạo xong được một cái tài khoản sàn Binance, thì nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái cách giao dịch như thế nào, cách mua bán những cái đồng coin này như thế nào, nạp tiền ra làm sao, thì các bạn có thể vào cái kênh YouTube của mình để có thể xem ha. Thì trong này mình có làm toàn bộ những cái video hướng dẫn về những cái rủi ro, những cái cách mua USDT bằng Việt Nam đồng như thế nào, những cái cách bán đồng coin này như thế nào, thì mình có làm toàn bộ những cái video ở trên kênh YouTube này của mình. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn nào quen sử dụng trên máy tính thì chúng ta có thể xem các hướng dẫn ở trên trình duyệt web này. Đó, thì mình đã có làm sẵn ở trên kênh này rồi. Thì các bạn có thể vào và chúng ta tìm hiểu để chúng ta xem và thực hiện cho nó dễ dàng và cho nó đúng ha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Thì mong rằng nó sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.